chín năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Tròn 60 năm trước, dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, của Bác Hồ đã làm nên một chiến thắng vang dội khắp Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng Điện Biên Phủ. Sáu mươi năm sau, mảnh đất Điện Biên, nơi hội tụ sinh sống của 21 dân tộc anh em, đang từng ngày đổi sắc thay ra. Thế nhưng, những chứng tích của chiến tranh, tinh thần dũng cảm quật cường, những hy sinh mất mát, đau thương vẫn còn đó. Điện Biên là địa chỉ đỏ về truyền thống cách mạng của dân tộc Việt Nam. Mười lăm tập phim ký sự Điện Biên do Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An và Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên phối hợp thực hiện sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về những địa danh, những con người đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ 60 năm về trước. Ký sự Điện Biên còn giúp chúng ta được khám phá nét đẹp văn hóa và cuộc sống của cộng đồng các dân tộc anh em đang sinh sống ở miền đất này. Bộ phim sẽ lên sóng truyền hình Nghệ An NTV từ ngày 25 tháng 4 năm 2014. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón xem.